Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Sinh Ngược được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, đặt trụ sở tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vị trí nằm ngay sát quốc lộ 1A, rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa tới tất cả các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Với lợi thế nằm gần nguồn nguyên liệu sản xuất, đội ngũ nhân lực trẻ, sáng tạo và là trung tâm vùng sản xuất công nghiệp của phía Bắc, công ty chúng tôi tự tin là đơn vị sản xuất tấm tủ nội thất nhựa PVC màu sắc đa dạng, chất lượng ổn định với giá thành tốt nhất thị trường. Với dây chuyền máy móc hiện đại, nhập khẩu 100%, đội ngũ kỹ thuật có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tấm nhựa, cùng quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm. Chúng tôi luôn đáp ứng được nhu cầu về cả sản lượng và chất lượng tới quý đại lý và nhà phân phối. Ngoài những màu sắc truyền thống như trắng, xanh, hồng, các màu vân gỗ xoan, gỗ sồi đến với Sinh Hưởng, quý khách sẽ luôn được cập nhật bảng màu sắc mới nhất trên thị trường như XHP02, XHP03, XHP04, XHP05 và XHP06. Nhà máy nhựa Sinh Hưởng cam kết sẽ mang lại chất lượng hàng hóa ổn định và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sinh Hưởng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đối tác đã và đang đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi rất hân hạnh được quý khách hàng trao niềm tin để hợp tác cùng phát triển.